Mình rất là vui gặp lại các bạn hôm nay cho bài giảng viêm tiểu phế quản ở trẻ em. Viêm tiểu phế quản ha, đây là hình ảnh của một cái đường hô hấp, bộ phận hô hấp của trẻ em. Đó. Từ mũi, sau mũi, phế quản đi vào phổi, phế quản gốc. Và đây là các nhánh của tiểu phế quản đó. Cái tiểu phế quản nó sẽ dẫn đến các phế nang. Thì viêm tiểu phế quản có nghĩa là viêm các đường thở nhỏ ở trong phổi. Viêm tiểu phế quản là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở trẻ nhỏ. Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ nhỏ là viêm phổi ha. Mình sẽ giảng vào 2 tuần nữa. Ở Mỹ thì có để khoảng 2 triệu trẻ đến khám hàng năm do viêm tiểu phế quản. Ở Pháp thì khoảng 1 trên 3 cháu nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là dưới 2 tháng là viêm tiểu phế quản. Thường gặp ở trẻ nhỏ, từ 3 đến 6 tháng. Viêm đường hô hấp này lây nhiễm từ người này sang người nọ. Người lớn sang trẻ em sang trẻ em, nhất là khi trẻ nó đi nhà trẻ. Hoặc là qua trung gian đồ chơi. Cao điểm mùa dịch là bắt đầu vào đầu tháng 10 bây giờ hiện tại nè. Và mùa thu ở bên Pháp thì nó có 4 mùa rõ rệt đó. Xuân hạ thu đông thì bắt đầu vào mùa thu vào tháng 10 là bây giờ nó đang vào mùa dịch của viêm tiểu phế quản. Và nó kết thúc vào cuối mùa đông vào khoảng tháng 2. Ở Việt Nam thì cũng vậy. Nguyên nhân chính gây viêm tiểu phế quản là virus hợp bào hô hấp. Khoảng 2 phần 3 các trường hợp là do VRS. Ngoài ra còn có rhinovirus, adenovirus và virus cúm nữa, và viêm tiểu phế quản. Vậy thì viêm tiểu phế quản nguyên nhân chủ yếu là virus hợp bào hô hấp gặp ở trẻ nhỏ. Sinh lý bệnh như các em đã thấy rồi, thì là khi mà virus nó xâm nhập vào đường thở thì nó luôn luôn đi vào từ từ đường mũi họng ha. Xâm nhập vào đường thở, nó gây tắc nghẽn đường thở. Cái tiểu phế quản nó rất là nhỏ ha, khi mà nó tắc nghẽn nó gây hoại tử, phù nề và tăng tiết đờm dãi. Cái tiểu phế quản nó rất là nhỏ nên nó gây tắc nghẽn đường thở. Ngoài ra khi mà trong cái đường hệ hô hấp của mình là luôn luôn có cái hệ thống luân chuyển, nó hoạt động liên tục để nó thải các chất đờm dãi, thải virus, vi khuẩn ra ngoài. Thì trong viêm tiểu phế quản, ngoài cái viêm nhiễm ấy, nó còn gây tắc nghẽn cho cái hệ thống bài tiết bởi lông chim, nó bị suy giảm, nó bị tê liệt đó. Nó không thể nào mà hoạt động để nó thải cái chất bài tiết ra ngoài. Cộng với cái hiện tượng mà cái biểu mô của niêm mạc đường hô hấp nó bị hoại tử, nó gây tắc đờm dãi. Các em chú ý là cái viêm tiểu phế quản do VRS này, nó gây ra đáp ứng miễn dịch không hoàn toàn và nó không kéo dài, nên nó có khả năng gây tái nhiễm rất cao. Khoảng chừng 70% trường hợp trẻ bị viêm tiểu phế quản có thể bị viêm tái phát nhiều lần. Bởi vậy nên viêm tiểu phế quản mà lặp đi lặp lại 3 lần, các em nhớ cái bài hen nhục nhi không? Lặp đi lặp lại 3 lần thì gây nên em ở trẻ nhũ nhi. Các em nhớ sinh lý bệnh của viêm tiểu phế quản ha, là tắc nghẽn đường thở do tắc đờm viêm nhiễm và cái hệ thống lông chuyện nó bị suy giảm. Chẩn đoán viêm tiểu phế quản thì dựa vào lâm sàng. Khi mà trẻ đến thì chú ý rửa sạch mũi cho trẻ trước khi khám, chứ không mình sẽ nghe toàn là tiếng khò khè từ trên mũi xuống, không phải là tiếng co thắt của phế quản ở dưới. Chú ý đó, mình nhắc lại là nó lây nhiễm chủ yếu ở nhà trẻ hoặc trong gia đình hả, có người bệnh, nhất là trẻ mà có trong nhà có 2 3 đứa trẻ thì nó đi nhà trẻ đem virus về nhà lây cho em bé ở nhà. Thời gian ủ bệnh là từ 2 đến 8 ngày và loại thải virus trong vòng 3 đến 7 ngày, khoảng 1 tuần thì hết bệnh. Bà mẹ hay hỏi là mấy ngày thì hết bệnh, thì nên trả lời là thường là trong vòng 3 đến 7 ngày. Nhưng mà